mẹ hào kru khlang này. Kru đã khlang vừa giờ kru đã chế hết chế vừa kì chế đá năng bằng kru khlang. Bỏ kru đã khlang hết giai đồng này ấy kì mình hào kru khlang đây. Bạn tôi cũng muốn nâng ở khi dương châu mà không xung ở nhóm xung xua là cô cao tích bàn ở tệ tông nâng ở methodology method hay nâng approach những trời nhóm tăng về riêng đó chụp nó tệ ở thà ở chạy bàn chạy ở đắt nhóm ở sơ dưỡng. Thao mà đón tiếp rồi cái thì cho về proof thì cho ăn lớn mình bạn là nhóm riêng này sẽ có là cụ tệ tông đừng bị bấy đại nhóm bàn chay ở đại ở sở dữ cứ bị methodology method hay năng approach chân là cụ ai chui bây giờ bàn ấy là cụ tệ tông đừng kịp khóc bị bấy đấy cam tí sao nào cái pro của hao sao bạn là cụ ok đào một tè mà xuống đồng tiền nó mấy nhảy cái methodology gì tiết đôi khi ở là cụ bị ở methodology method hay năng bị approach việc nắng nấu khăn nắng từ methodology về thôn về methodology về cover tầm bạc cái bao việc thật teaching methodology mà nè thì bạn càng cái bao việc thật teaching methodology miền này hả tôi tập bẹp con người ca bởi yến bẹp con mọi việc thì sắp xem xin hùng ca bởi yến cứ teaching methodology tầm tập mẹ nè bà và tôi bị teaching methodology máu vì cho mà đó là approach approach những việc cứ chia cô vị thì bà đầu tiên là lâu teacher centered approach hai là student oriented approach bà còn tại teacher trong số thao thả ta approach pi năng viên nấu nông teaching methodology ở khởi nhé mình chẳng bà approach năng viên cứ chỉ cô vị thi mùi mùi cô vị thi mùi mùi nấu khăn nóng teaching methodology rồi còn nấu khăn nóng methodology nè chẳng viên chỉ cô vị thi mùi mùi ở tiêu hòa thả lâu kê bởi điện còn sớt tạm ấy kê grammar translation method anh năng viên chỉ approach mùi nè the direct method វា ជា approach មួយ the silent way វា ជា approach មួយ ប៉ុន្តែ approach ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺ វា នៅ ក្នុង methodology វា នៅ ក្នុង teaching methodology ដល់ ពេល ដែល យើង ទៅ បង្រៀន approach មួយ មួយ ហ្នឹង យើង ប្រើ ប្រាស់ approach មួយ មួយ យក មក បង្រៀន គេ សួរ ថា យើង ប្រើ method អី ក្នុង ការ បង្រៀន អញ្ចឹង method ហ្នឹង វា កាន់ តែ តូច ទៀត ហើយ method ហ្នឹង វា គឺ ជា technique method នឹងវាគឺជា strategy ឃើញទេវាជា technique វាជា strategy នៅក្នុងការបរៀនតាម approach ណាមួយហើយ approach នឹងគឺវានៅក្នុង methodology ប៉ុន្តែពាក្យ methodology ហើយនឹង method គេអាចប្រើផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបានតើគេអាចប្រើផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបានប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យវាធំនៃវាធំហ្មងគឺអត់ស្មើនឹង methodology ទេប៉ុន្តែ teacher ឃើញគេប្រើផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបានតែបើយើងគិតឲ្យលម្អិតហ្មង methodology ធំជាងគេពួកវា cover ទាំងអស់បន្ទាប់មកវាចូលដល់ approach វា cover ទៅផ្នែកណាមួយនៅក្នុងផ្នែកណាមួយវា cover ទៅ area ណាមួយនៅក្នុង methodology បន្ទាប់មកនៅក្នុង approach មួយមួយហ្នឹងតើពេលដែលបរៀនយើងប្រើ technique អីយើងប្រើ strategy អីទៅបរៀនសោះឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង grammar translation method បាទយើងអានហើយបកប្រែបញ្យលវេយ្យាករណ៍បកប្រែពាក្យអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា technique អាហ្នឹងគឺជា method ដែលគាត់យកទៅបរៀននៅក្នុងគោលវិធីហ្នឹងបាទអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទលោកគ្រូយល់ខ្លះ
bạn vừa khả chẳng là cụ tự tôn lên là grammar based method nên thật nơi khả năng approach ý kê chờ bởi dương tam phát áp biện năng phê khác cái prao khác đồ này bàn thì là grammar based approach năng có cái ai prao grammar based method bàn này văn kê mình prao biện grammar based methodology đi ở kê mình đây prao bàn của methodology việc cơ bàn tặng ọc hai bị approach hai năng method năng chôn cao cái khác đồ này bàn bạn còn tái methodology p class có cái phát đồ class phát đồ này cái interchangeable đó nè chỉ môi năng methods bạn này khả năng bỏ sân thì dương mình bỏ sai tại bỏ sân thì dương bỏ sai cứ chạy như này methodology thôn những kế bạn methodology thôn những kế và toàn máu approach hai method nó cứ với tôi chuyển kế thôi nhé bạn vì vì thôn mà tốt cho được vì tôi tự thôn chẳng khả năng vía chẳng còn tại sầm nụ trong số ra cho hai thấy bạn chia kê mình prao vi ở chóm hay hai đáy ban chỉ kê prao vi ở chỗ lộn chỗ lõm hay chả ăn mấy nắng đời xa ta nẹ riêng chả ăn nắng đời xa ta nẹ riêng chả ăn mình sâu vô chỗ bạc vi ở nắng hay đọc về kê prao tấu vi chỗ lộn chỗ lõm kê chẳng tấu lộn chỗ lõm hay chẳng tấu đọc về đây chỗ lõm kê chẳng đọc về vi tâu chỉ rương mũi thòm đá lên khai chảy anh em bị chẳng và ở đây họ là mình đứng đứng khai màu nếu nó khai mọi bắt đầu về hơn tận đâu đồng nắng sốt là mong mọi cái cọc mọi chung bên đặt lại còn đâu nắng và nghĩa tấu cười là mong mọi chẳng dục chẳng ngái chứ mà đưa nó lên lại mọi việc so mùi của mọi chứ và chắc là đi dương prao tù lạc nạ thả đá đá chọn đá chọn đá đá mà cán thả prao chẳng cao tế hoàng lê thả prao chẳng cao tế chứ bình đia về prao cá hay về xe sụp hầu mọi tràn đá chẳng prao cho prao làng đâu vậy chỉ lộ kỳ lòng tấu còn ta vào sân chỉ dương chọn một bái chọn một phía chọn một chỗ đôi thì chơi vậy mình làm chẳng nó ok bạn ok học con chẳng trai là group yeah yeah thank you tạ tơ mùi morphology ní đời xa về chọc được non slide môn hết thì cho xong và chọc nắng cho tơ cho nó vật tọa nè thì bấy cứ syntax 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 nó dương vậy ở clay miền này là structure sentence structure syntax nó sầm nam một chỗ. The mastery of the rules that govern the organization of words into phrases and sentences. Chẳng cứ syntax nó cứ chia và ca cục rộng bán nó buồn nó buồn đá buồn nó buồn nhàng mấy rules that govern buồn nó đá đá việc cục and not the lửa the organization of words the organization of words mình là ca riêng trong việc từ bốn riêng trong việc ở việc tranh chia phrases riêng trong việc ở việc tranh chia và riêng trong việc ở việc tranh tôi chỉ clear riêng trong việc ở việc tranh tôi chỉ clear và tua pi riêng trong việc ở việc tranh chỉ clear hết cứ riêng trong ở tranh chỉ sentences và chẳng cả na dư này vậy ông pi syntax dư này vậy ông pi syntax syntax nó cứ viết chia sầm nong phải vô viết chia grammar rule nó mỏng prao chẳng mấy ai trâu chỉ mỗi những grammar rule và một tí ho ra à lâu present simple kê thua tùm rung về dạng mách và cao tùm rung dạng mách ở tì ho dạng mách à nâng cứ chia sinh thạch pa simple dạng mách chia sinh thạch hai ca prao pra biết có sinh thạch này của nâng bộ có chia về có này đầu tiên hai dương prao biết là good at kê mình đã prao good in này. He is good at sleeping, he is good at eating kê mình đã prao là he is good at good in eating ở miền hoặc đâu và anh đang có chỗ syntax này chẳng syntax nó cứ chia sentence structure nó sentence structure này này chẳng this includes knowledge of word order sentence structure and grammatical categories thấy nhé chẳng syntax nó bị rùm cho ra nè chúng ta đăng đầy word order lúc đáp lúc đau này cao pra pra word order nó không phải sao lấy sống khăn word order nó biến đây nào thì họ thả lâu biết hà cô không màu chẳng order bảo viết cái prao biết là bà lạc khao cái mình prao biết là khao bà lạc cái prao biết là bà lạc khao à nâng word order và word order à nâng viên chẳng sentence structure sầm nông bà dục and grammatical categories grammatical categories nâng cái chọn sầm đau tờ lơ này xem này vì có chẳng biết sổ rộng tập ọc syntax nâng
hay sầm rock khăng lăng bấm cứ sentence structure này chúng việc cover tầm óc ta sơ xe dạng mạch cả đó ỏi trâu tam buôn vị cỏ anh ấy cứ xin chạy sơ xe dạng na cả đó ỏi miên sầm non phải vô tầm trâu anh ấy cứ xin chạy đầu tiên họ thả to accuse somebody of doing something cháu tập can nào nào vậy bị bắt vừa vậy mùi chẳng ai đang xuất tại chỗ từ khăn xin chạy này ai nhắc xin chạy chẳng ní thì chờ bắt đầu lại cái này chỉ dùng đây bọc xin chạy mùi tiết đó và tiếng Anh này cũng tồn tại riêng khu vực bị terminology để miên được khăn nghĩa xả và còn tại à vậy để dùng cũng tồn riêng vì lệ mùi to lệ bay nó cứ chỉ thiết robot linguistic competence mà nhận và mà we can move to number next number four semantics chạy mau một tí đấy semantics semantics này bị này nó thân nạp bạn nhà bạn sao miền này và thân nạp master bạn miền bị semantics understanding meaning of words phrases and sentences as well as relationship between them it involves knowledge of word meanings contextual interpretation and the ability to derive meaning from linguistic expressions. But, chẳng, tiếng Anh này mean semantics, tiếng Anh này mean pragmatic. Semantics hay là pragmatic cứ bây giờ phải hạ cái này, còn là lâu này dương mà mơ semantics sẵn. Semantic này chỉ ai? Semantic understand the meaning of words. Cứ chỉ ca vô đây là bọc biệt. Dương vô đây là bọc biệt bán, anh ấy cứ chỉ này môi này semantic. Mình thân tại biệt đi, dùng vô đó phrases, dùng vô clear tiền. Hai dùng vô đó sentences tiền. As well as the relationship between them. Mẹn thẩm tập bản năng dùng vô đó tùm nhạc tùm nơn rồi viên. Biết clear hai năng là bản năng tiền phỏ. Cả nhé. Tầm cái này chúm nuôi words, phrases and sentences này. It involves knowledge of word meanings, contextual interpretations, và chẳng vì rùa mình cho đôi chía chùm nét đắng tạ tơn chùm mùi nâng ạc tần này rồi bỏ biết contextual interpretation ca bộ sài ạc tần này đòi ai tần lưu bài bót and the ability to derive meaning from linguistic expressions nâng xa mát đập kiếp tiên dọc ạc tần này chẳng phí này phía xa bà xìa khởi nhé chẳng tặng ọc này khởi nhìn phía ní mùi đây nè tặng ọc này khởi nhìn rõ ngay nè tặng ọc này ọc chạm vào sentences singular sentence plural to sentences tiếng ออก khnia đai lư pi utterance rư ko bahu vachana utterances đai lư ấy ọt đai lư không kia chọ okay ọt đai lư vi thau vậy pua nưng vi chi kumrat vieng khpuh đai chnam ti 4 hay nưng master ban mien ưng utterances nưng jeung rơ sai aso yu double T E or A N C E phụ bài chẳng hạn tham em một chữ tức utterances utterances nó có chữ sân thân đài có chữ sân thân đài con tái sân thân xâm rạp ca này chị sân thân xâm rạp ca này chị về lại dương dĩ dương ọt sẽ dương tha I love you I go to school dương ọt sẽ ai thằng ọt anh nâng kì mẹn hào sân thân ấy hào ở chóm cái hào ta utterance nàng ai nó khơi nhá nó cứ biển nàng utterance và cọp mặt nhầm đi lọp vô thao đấy lọp là cứ lại cọp mặt lịch biển nàng chẳng utterance nó về bẹ quan chỉ môi nàng pragmatic của pragmatic nó coi giống ở đấy cái ao chẳng đối khnề ao chẳng đối khnề còn tái cái ao prau biển sân hơn gì thế nè cái prau biển utterance gì vậy anh nắng bờ pragmatic đó nè và for semantic này anh nắng cứ understanding the meanings of words còn tai word nắng cứ word away đây dương này dây nó còn này cứ so written nó written nó written và anh nắng semantic về bẹ con chỉ muốn nó written nó written và đó về pragmatic cứ về bẹ con chỉ muốn nó spoken anh nắng bình thường và chẳng là lâu cùng toàn kết đó lắm pragmatic vậy ta semantic năng sẵn chẳng semantic understanding the meanings of words phrases and sentences chẳng semantic cứ chỉ cài vô lạc này là bọc biết clear hai năng là bà
as well as the relationship between them. Prom tiếng tụm nhạc tụm nâng rồi viên bịa clear là bác nâng vọng đại. It involves knowledge of word meanings, contextual interpretation, and the ability to derive meaning from linguistic expressions. Chẳng việc tạm tông chỉ muốn nâng chụm nhạc đăng tạm tông chỉ muốn nâng ạp tần này này biết cả bộ sài clear rồi gọi là bác nâng ai từ lời bác này bót nâng sử mạng phép đại tiên ạp tần này chánh phí thì sao bác sĩ bàn. Chẳng hạn cứ semantic. Ba tiếng ngọt khi mình toàn dồn là về nhóm giấy tế và mình chỉ phải hài này. Còn dồn này viết ta phải vãi năng thì chẳng tiếng ngọt khi ai sẽ xe ta phải vãi năng thế. Và xanh kia xua ta semantic năng ấy nhưng sẽ xe ta phải vãi năng thế. Và ca đi chơi riêng ca đi chơi mơ apply linguistic thủ bố này, có teacher chơi một dối đây. Thủ bố cứ thị chơi phát đám trên cái ca chạm. Trên cái ca chạm. Mà mình cái này dân chọn số ấy. Lúc nhóm xua tẹt tông nâng semantic ưu tí ho thà traffic lights nhưng ca ba này được bử. Bả? Ưu chờ traffic light anh dương ai dơ ưu tí ho chứ semantic ba nâng lực. Semantic ớt khó hề, xong khăn sổ sẻ. Ưu tí ho thà ảnh lâu dương tàu mơ phía xa đại kê sổ sẻ tặng ớt nâng sợ tàu semantic. Phía xa đại kê sổ sẻ. Còn tay bà mẹn chia phía xa là xe tế tụ bay chừng dơ mà rồi xe có mẹn semantic này. Ở tiêu hả nâng sau tập phía xa như vậy để phần tác cái dơ mà cái hào thà transcribe biến. Transcribe nó nghĩa là dơ mà rồi xe chánh. Phần tác phía xa nâng cứ phía xa như vậy cái là xe miền độ clear độ ấy chở là nâng cứ pragmatic. Semantic nâng cứ phía xa là xe nâng ai chả mà đồng. Còn ấy. Bà đời xa thì nhóm thua an tệ tương semantic chẳng hợp đưa thơ cái ưu thơ thà traffic light ưu thơ qua cỏ hóm bên này thầm mạch bộ khiêu nâng bên này thầm mạch tệ tương semantic bà thấy nó cơ bà đã nâng áp tình đấy bỏ vía nâng này áp tình đấy bỏ vía bà ok nâng bị cho meaning of words nâng trâu á nâng toàn nâng tháo. Chúng khô xong bà chạy anh tích chẳng ở semantic nâng chia cái phở sẽ bẹp chia phía xa sơ xe đó khô. Bạn cứ ca bị phiện từ lưu phía xa sơ xe. Bạn đọc về pragmatic ca bị phiện từ lưu phía xa như vậy. Bạn kê sơ xe bạn nâng chôn cáo nây với ai cuộc vì nặng. Bạn nâng cứ cho semantic nâng ai. Chẳng chẳng ngọt nên tay tiết tớ ai nâng chuông. Speak eight hay là speak even chứ. Nó speak eight hay là speak even. Đọc về nâng dậy cái này thì đó. Chứ ra. Ngọc nhóm vô này là ngọc nhóm mạch năm gồm ổn. Tẹt tờ mùi. Apply linguistic. Tẹt tờ mùi linguistic nè. Nhóm vô này là ngọc nhóm một ngày bì máu. Nhóm vô mạch năm gồm ổn. Và này còn là ba nào trẻ trả lời. Nó còn ba chương ngọc trẻ. Và hai bê đại tao bà lõ cứ nì sất. Và tao chọc tranh ra mà đòn. Nó về để chỗ đó terminology nâng ảnh. Cứ như sắp phía chẳng cứ phương mình cao tệ lại nhận. Và phẹt con chỉ môi nâng vocab, phẹt con chỉ môi nâng grammar. Mình kết vừa cao chả ràng. Hãy dưỡng của mình cao để chạy nê chả ràng. Phẹt con chỉ môi nâng grammar ấy cứ mình sao chỉ phải hạ tệ. Và tại phẹt con chỉ môi nâng phía sao và chia. Phẹt con chỉ môi nâng terminology nâng phía sao và chia nâng. Phẹt con chỉ môi nâng comprehension question nâng sao ta. Mình nghe sửa thế. Hay mùi tiết vẹn quan mùi essay writing nhưng còn mình nghe sửa đài. Nhi sất tu tấu. Sở xe ban xong này nâng xe rau lại cho một khơi phong phần còn về khóc muốn. Nâng xe bị ấy vòng. Thế thật xe xe tam đặc khơi nhé. Nâng này. Anh đang bị chờ. Đẹp tâu nè. Bộ xuân là chơi mình sơ chết para punctuation á. Anh đang mạch đá lực. Vậy tớ cứ thảo tập ra trâu tập ra hay trâu mũng. Chúng ta dương chong dương pra khóc dương dương chong thử xe ở viên lỗ dương thảo tập ra hay trâu mũng. Vẫn tới bê khác nè thử xe nó mình đang tha pra mạch ở trâu á. Thử xe đã tam đặc vụ này nó khơi nháy ọt miên ru thì ọt miên ru thì chẳng á. Bà là cùng. Chúng ta kể ở dương riêng thử chăm chui grammar làm vậy nhá. Cú xong. Hát ấy thì cú chui bị vô là phần. Tờ mục tiết tất nhau. Chọc ở nhà xa mùi nắng khẳng trống nắng cứ miên essay mùi. Chọc
chẳng thấy chân và dùng essay và thêm và dùng essay và thêm hạt thiệp xong này essay nó như dạng mạch là hai rồi xây dạng mạch rồi essay nó chỉ essay để tao tao có buồn khả cái nụ và mình chỉ ấy thì mình chỉ phải hai thì thằng chịu ấy sẽ nó về khá bởi dương ai chia viên bán dương cũng bảo về khăn về và cả nào bảo khăn về trâu về mình chỉ phải hai thì là bảo khăn về khó hơn à nó bị khó khăn thằng ngôn nâng nâng về chăng á anh dựng ai sẽ xây sầm anh thòm mà đá có bàn đài bà chăm tự cắt lo cắt ấy pra thầm ma pra ấy chờ nó nhẹ nhàng thế miền mật vẹn môi cao thì đọc cho nam môn nó có bớ đó bạn thì chờ mưa còn được xây ăn vô lên còn côi được xây dương côi mưa đâu còn được xây tích khả biên tích khả ma tích khả biên ấy nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng chờ đấy đọc về xuống xuống ta hai cái bàn che đặt khả ma chẳng còn ha ọt lao chùm lao dương chênh thì dương số ở ban chậm lại đi, ở sau chèn đi, ở sau sầm nô dương số chèn, ở miền chậm lại chèn đi, buộc quạt chạy đạp, nó khơi đạp, bảo về nhom, nó khơi chân quạt này mưa tư và xe lên miền cẩm mà miền ai nhà nhà ai chả mưa đôi nhà che đo về phần đất miền tây nó khó thằng ở miền tàu mình đi, và ok chẳng thì chơi xong và chọn semantic và nắng á. Teacher, teacher. Yeah. Hôm xưa mọi sinh viên thích bữa sáng chị dương lớp ít thở thiệt tốn là idioms ít ra gọi teacher. Semantics mà lớp đẹp tông một idiom mình trâu. Của tam bất idiom nó phía xa như vậy thì toàn ấy. Và idiom nó phía xa như vậy thì. Mà dương trong vậy vì idiom nó bị châu pragmatics toàn ấy. Pragmatics. And then cool what we are semantic and pragmatics. And then cool what we are. No canon apply linguistic. How are semantics and pragmatics? Nangana. Well, I maintain one. Mui must suppose. Mui. Gonna gain JB and then mui must suppose. I suppose all man and boy. But happy or in boy. Teacher to lock am job, guardian master. Suppose semantics mui. Be or in boy. Bây giờ chứ, suppose pragmatic muối, bây giờ chứ. Mà, nâng, suppose nó sẽ mau bị bọt đấy, mà mau bị mai đấy, mai dương vừa phụ năng bán đấy, nè, nâng ấy. Mai dương ban ta mà giá này, cứ đạo mình đất luôn này, thân chờ nè, thân chờ. Tùng riêng mùi lục khổ nó ban cho tệ tâm, thế sao phải chia cho lục khổ ca nhau miền bạn nhau bắt. Quạt do lúc cô listening đã lúc cô nhưng quạt do lên tin tờ blog lẹ cô về khá dương các bạn và tôi sẽ là đấy nè mẹ cô đã lúc cô nhưng hơi lang present tới quạt thang quạt quạt bây giờ đây quạt bây giờ đặt lại quạt do bán si chấm rơi đã chăng nhưng ở sau do bán chờ bụi nhưng lang tới quạt bán cái chờ lúc cô cá riêng apply nó cứ ở trên nhưng về khá dương các bạn và tôi sẽ là đấy nhưng các tôi hoặc cả đời xa các bạn đâu cứ apply linguistic các bạn đâu cứ hay tìm mối và sân chìa cừu nâng quạt bền hào chẳng tụi bay quạt bền lò mình lò ra chân em khởi cứ áo mũ chìa nâng tự quạt tiệt họ hiện đâu quạt đấy lại quạt khăn lại quạt ăn chặt lại quạt chốc chui bền khúc mục khả năng bị chẳng bà đọc về chẳng bà đài tôi mò riêng mùi là cố bán vô cho bà này là cố thì chờ nào nhưng mà hơi cái này áp vô đấy nâng này thì chờ nào bởi anh tam sẽ có chìa lại thì chờ đăng này hay nếu sẽ có chìa lại thì chờ mình đã bán bởi anh đấy mùi chìa apply linguistic nâng nè xua đặt tháo đăng này còn sẵn thì chờ mình bán bởi anh đấy mùi chìa nâng đòi xa cái miền cừu hào thì chờ kể ơi bởi anh foundation cho nàng thì bố ná foundation of education hay nâng phép quan chỉ môi nâng teaching methodology phần ta còn là teaching methodology nâng thì chơi vậy đâu cái châu là apply linguistic nâng hỏi phần ta một foundation ở châu lên nó thảo châu là nâng này foundation rương xây mùi tiệt nâng này bạt bạt ơi cả nơi chỉ muốn nhóm tam dua crew mình tên đôi chỉ bị morphology ấy ấy nâng quạt thạc quạt lịch ở hời à nâng chết lỏ ăn chết chế tệ tọ tệ tóng màn điền online mùi cừu khá hay khá màn chuyên vô khá khá chế hẳn nâng lõ nà dương bà lõng anh ấy ấy nâng chạp chân nhạc kia hay dương bà lõng cừu sạc cao lò chìa lấy bờ cừu sạc cao lò chìa lấy bình anh nâng mau sang mặt mặt nâng ấy vô thị chơ thật lọc mơ tài
Crew sa con chia lại. Bạn bạn bị ở những mình thay một trang mơ tam ở Google mơ ấy mơ là Google mình thay mơ ở chỗ bạn nói đây à, à đây việc chờ chờ tôi tạm biệt nè bằng hai lâu bạn tôi rồi anh chẳng chẳng nè ok tạ chẳng thì cho xong tầm mười tiếng đó nè còn ai mà dùng nắng tầm số tầm mười nắng mặt tròn nè chanh máu ấy nè hảo xong mình tích chứ là cứ pragmatics này mà pragmatics đó nè mình ai idea đấy tao mình idea đấy nhóm lưu là khu ngay muốn nhóm khơi nhạc nông cốp là khu thả bởi dô là để tao nâng ca so xe rồi biết so xe năng chăm tiếp chăm tục kiện tịch nữa chăm kiện tịch nhóm con nâng ngày ở toàn bởi dô này là khu bộ ấy à nhóm toàn con này mang toàn này mơ chăm kiện tịch của nó prap tần tịch tới vô lại làm như này của bạn để prap tần đó đó tỷ phóng vô là bạn này bà còn ấy là cứ tỷ ở họ nói chắc mùi tới vô là bạn này như này của bạn này nè năng này và con nào của bạn nó mình sẽ trả nó đắng á tôi sẽ tất cả cái này lắc lăng này lắc chọc cho ta bật đất màu bị sọc khéo của miền mà bà lo thật khó khăn của chia lái bà lo hoạt cho hai mẹn còn trẻ này còn xe ở trâu mà trâu có buồn ok tỏ pragmatics pragmatics chanh màu ạ viết cô mùi semantic hay à tăng ơn nó viết sọt tài triệt thiết rồi bó linguistic competence càng lơ chẳng pragmatics nó ai kể knowledge of the social and cultural rules that govern language use in different contexts thế nhé và trong việc chia chấm nét đắng và này có buôn cho bạn tẹt tông chỉ muốn đang sừng cốm nằm vào thó đại việt cơ tận đọc từ lời ca prau pra phía xa được không phải bóp xe anh kia anh nâng cứ phía xa như vậy nâng ai và thế chứ ở tiêu hồ nâu phía xa không ai dưng cho phía xa không ai nẹ xìm riêng hay nâng nẹ cập vùng chám nẹ cao nẹ cập vùng thôm ấy nâng xuất tạm miên phía xa to luôn là bỏ vụ kể phía xa này khó lại vì khí nế này hai kênh giấy miên này khó khí nế ở tiên hoa thả lâu mơ dương tao nè tao xìm rìa vậy anh còn tao cũng bồn chân áng nha lấy chứ nè cái tháng đã cùn cười lên à, đã cùn cười lên anh nó không cho dễ không cho dễ nè này vẫn cái prao phía ai xế mình tao chẳng á anh nó sợ ta chí pragmatic năng ai nó pragmatic năng ai bà nó khổ chắc là năng man chia tẹo tao năng dialect ấy man này we và hạ và hai we chia phần này môi này dialect đại nó dialect dialect đại dương phần này phía xa đồng bón là nó phía xa đồng bón phần tay we ai năng copy dialect bờ sân chỉ dialect lắm cứ kịp phần sản phẩm tay đồng bón năng prao sản phẩm tại đồng bằng nó đồng bằng xây ọt nó đồng bằng xây ọt à nó cứ bị ọt ai châu bệnh một trịch vàng này còn tại bờ sân chỉ kể prao nó đồng bằng nó vì miền này thạc cổ đo đồng bằng ngôi tiết cái giấy clear là bác bịa tăng ơn nó ảnh đá tại vì miền này thạc cổ bầy à nó cứ phải một trịch này toàn đấy hảo bạn mà là cứ vô lấy vô thọ lấy thạc này cứ vậy ấy mà bạn anh em thua chắc là ưu thế họ tha it is raining dog and cat anh ấy chia pragmatic là cứ mà cats and dogs thì pra cats and dogs it is raining cats and dogs mà anh ấy về châu về chia ním cái hào thao về chỉ ý điểm á chẳng ý điểm về châu pragmatic à pragmatic à đoạn đấy nâng này lúc đó xong xuôi mùi đai lúc đó bạn lúc đó slang hay là ý điểm nó viết đôi khi thì là cổ nó không ở pragmatic nó bị khi ở là cổ slang đó slang chôn cáo vì châu tàu của phép đài là trở chiến vì ọt à châu lý điểm mà nế slang á slang là nâng tam có tới cái pra nâu tà đồng bon này tà đồng bon môi môi chẳng tầm chẳng vì châu đài lệch nâng viên sở điện khi nâng hạ bài khi nâng slang nâng và việc copy ở y điểm tam tất cái prao tu tàu y điểm cái prao tu tàu nè prao tu tàu còn tay còn đào viết chia phía xa này kinh vậy tại mà đó viết mẹ chia phía xa này do mà sổ xe thì hỏi cả ca nam phía xa này kinh vậy cứ prank một chiếc năng này chẳng á bạn còn tay prank một chiếc copy dialect nó copy dialect
miền cái khó là miền cái lạnh đổi miền này thá đài lách a chỉ pragmatic đài lách co mình a chỉ pragmatic đài và sân chỉ ở tia họ thà nhưng prao biệt thà cố sống tốt nhưng prao biệt thà à vậy muối nhưng vậy phía xa nắng nâu đồng bọn nắng kê miền này thành trắng hay dễ clear nắng ở đài và ta prao biệt thà kháu I love cow. I love cow. Nó có nông đồng bọn năng biên đây thả mày. Còn ta đồng bọn môi xây tiết cái pra biên thả I love cow chẳng đáy. Còn ta nây khó phí đồng bọn môi năng. À năng châu pragmatic. Bà sân chìa. Nây viết đôi chặt nia thế. Nây viết đôi chặt nia cục ta đồng bọn thế. À năng viên mẹ chìa pragmatic. Vì chìa slay. Rồi cô vì chìa đài lại năng ai. Toàn ấy. Bộ đài lại hẹn xe lệnh cứ bảo hại khăn. Và miền ấy, miền này tiết ấy lại nhé. Mà, chẳng thì chờ xong một đoàn thì tiết á. Pragmatics. Knowledge of the social and cultural rules that govern language use in different contexts. Chẳng pragmatic. Cứ chia chùm nét đắng. Tại tôi chỉ muốn những cuốn cho bạc sẵn cung, những bộ phát thuốc đại cực đồng đọc cả pra-pra-phi-sa nó không phải để bọn xem xem kìa. This includes understanding the appropriate use of language in different situations, understanding applied meanings and interpreting non-literal language, e.g. Sarcasm, metaphors. Chẳng, đại sống tốt pragmatic nâng vi rùa mình cho tiền ca dụng. Cả vô ban nào cả pra phía xa dẫn mất ở bàn trầm trâu ở bàn xóm rộn, xóm rộn. Nhưng bây giờ đại dương vô là ô phía xa đi mình cua pra. Phía xa đi mình cua dây nó nỉ. Ta dây tức cái khăn là phía xa nữa. Đôi chia sái nè. Nâu xìm riếp. Nâu xìm riếp chẳng á. Nâu xìm riếp bởi dương pra phía thạc cút cái khăn lâu rồi. Cái tha dương chơi lơi lâu rồi. Chẳng nghe thảo, đài lưu ấy lại nắng. Lưu ta chờ cái ai hai tập phục nè. Còn tay bộ mau ta cáo thua mặt à. Thưa nhé. Hay mau ta cáo tập phục nắng cái khăn quên lâu ạ. À nắng so tái. Cái hào thanh nè. Understand the appropriate use in of language nâng ai. Ca dốt lòng phí ca pra pra phía sao. Ôi xóm rốt mọi xóm rốt nửa khăn ông. So thanh là phía xây khăn nè. In different situations. Understand implied meanings. You'll nay bằng cọp bọc kê. Implied meanings. Nay bằng cọp bọc kê. And interpreting. Hai chế bộ sài. Phụ phía xa khác viên mẹn chỉ phía xa tròn đê. Non-literal language. Phía xa đai mình mẹn chỉ phía xa tròn đê. Literal tròn đòn nán mình nằm bình tròn. Phía xa khác kê giấy. Nay cạch. Phía xa khác kê bóng. Bóng vải. Nhưng chẳng bệnh mà trịnh xuất tất cả anh giấy nâng cài. Sarcasm nó miền này thả chấm ọ lọ lời sarcasm. Ủa tí ho thả phía xa đại kê như vậy nó ta khăn nồng nây bỏ kê nè kê chấm ọ lọ lời dương mến rứa gọi rứa gọi còn đặc kê thua lên để chẳng dương thảo sắc xa tạo ấy ghế dương thảo sắc xa tạo lứa nế ạ cao thả implied meanings bỏ vía nây bằng cọp. Và đây bằng cọp. Chúng ta mà nữ khăn khá nê đại xa ấy. Mà nữ khăn khá nê đại xa ọt xua là vây trên đây bằng cọp. Ọt xua là vây trên đây tròn. Chúng ta kê nhảy nâng kê. Kê mình ban đưa đoàn dương tế. Kê nhảy lên lạc nạ mật phê rộp an. Thì chật sát kê đăng chắc tha mà nữ nâng mình khăn tế. Còn tái chạy đoàn ấy dương. Sạp tờ tha kê đưa dương. Dương tâu chỉ khăn kê vậy. Tha kê nâng chùm ọ lọ lời ở dương. À nâng sạc ca sân. Sarcasm, không ổn lỡ lời. Metaphors, trong cáo như metaphors. Phía xa khám ai thân nạn tí bằng buồn. Phía năng kệ bộ chi phía xa khám ai thăm metaphor. Metaphor cứ chỉ ca priếp thiếp, đai mình trao trong nón thiếp. Đối với đối chìa, năng cứ metaphor. Còn tiêu là kệ prao phía ta chương mê. Chương mê. Mê vì mình miên trường cái tham mơ tức hơn trường mê chẳng ạ tình này bỏ viên miên này tham mơ tức hơn mê nắng chuốc đó đây
ở miền khơi trường mấy ở trường thì tam bất ở trường thì thôi nhé bạn cái prao biệt thá quát chất tử lý nó quát chất tử lý chẳng quát chất tử lý nó sốt tầm mê tập phó sốt tầm này thiếp miền này đã quát chất là o quát chết chèm lê chết anh chẳng mà bạn mình men miền này thật chất quát nó thông và bắn tè dương mỗi đề tao ăn yết nế men miền này thành chẳng ấy phía xa dương prao rõ ngay bắn tay chôn cao dương mình đang thả nó chỉ mê tập phó phó và hạt chấn à tặng à nó ngay cứ về chỗ chúng nó đại dương cùng phong tay này vậy cái đại dương hà thập pragmatic chấn pragmatic ní sau đó ở khay cứ phía xa như vậy phía xa như vậy ca vô lòng phi có muốn này ca prapra phía xa đẹp tông sùng cúng đẹp tông vào vật thọ chốn cá được không vào vật thọ kế biện năng dương mình cua như vậy thì cá na dương vậy biện năng được không vào vật thọ kế được không cảnh thạch kế được không phải để bọt kế cứ cái khăn giờ ngay về khai những tháng đã cuốn coi lấy mà ôn đặt kho nằm bán cái khăn á nè bạn đầu xiêm hiếp cái thằng đặt cuốn coi lấy mà rồi nhé ba chắc à năng sốt tái pragmatic hơi đại dương trâu understand the appropriate use of language in different situations trâu tại vô lòng bị cả prapra sa ở xóm rốt được nóng than phiền xem xem kia you'll imply meanings bọc kê you'll imply nấy hiếp rồi bọc kê and interpreting non-literal language hai có dương thảo chế tái xong tốt có dương trâu tài vô loại bàn nấu này hiếp rồi bọc kê mình đai mình bên trên này tròn chẳng kê vậy tròn tròn kê ọt miền hiếp tế chôn cá kê vậy thiếp ọt miền tròn thế mà bọc kê vậy thiếp dương trâu tài chế interpret interpret nó miền này thay dương trâu tài chế mỏ sài dương trâu tài chế chẳng pragmatic nhóm vậy bằng năng miền trong ngào ấy ai dù có thái những sò mà nhật tí chiên tiệt đại sùm bọt sùm ngoài một tiệt miền là rõm tha mà sùm sai xâm nhật tí vẫn có nhóm vậy đó miền là rõm tha mà plet á hay bảo nhóm cối trắng miền là rõm vừa anh thả du nè vâng chẳng mà bà riêng thao cái năng cụ ở biển thầm mau mà má nó nhom biển tôi giúp chờ vẫn tạm online đang coi chỉ lại tranh mau mà má chẳng nhom lơ mau tao hồ thành giấy cho mọt chơi chụp phần à cao biển này sách nam đi buồn nưng đang còn sách đam còn đang này đáp là cứ đáp vô trang tiệt tơ foundation tại bàn điên đáp vào thì tháo đáp vào phần tay nẹp xe tiết mình đang chia giang nà tình nè nè ngài vô nẹp là khơi bà lõng vô mò ọt trâu người này là bác chào vô bà lõng đã xua xua đại bạn vật tự chân như là cứu bạn đôi chị ê đời ta nhóm lệch ha vô bình tụ tam chạy xa đại thôi bạn chán bạn chán thôi bạn tích vô cán nâng cụ có phó mới đạc luôn vía nâng dương cao online nhưng đã tăng Google Form Google Form với đạo đại bà sân chị ban riêng môi lực apply linguistic ấy và chị ai vô trả tại ban riêng tại foundation và foundation nó có ai vô làm foundation ban trả này là ngày cứ đu họ ngày ní cùng rắn nắng khủ lấy mưa anh sắp hầu khủ mưa khủ lâu ớt mưa đi vậy tròn khủ thua ta research này của thưa research tức là an cho mà phụ năng này bây giờ thưa research chạy tàu một phía xa chạy tàu một ai chẳng hết an tức cứ cho mà phụ năng này chẳng bây giờ là dừng chạy vậy dừng chạy hao vậy mà dừng chạy hao vậy hay